Xin chào mừng và cảm ơn quý vị và các bạn đã đến bản tin cập nhật giá vàng mới nhất phiên trưa ngày hôm nay, thứ năm ngày 23 tháng 11 năm 2023, được phát sóng trên kênh Giá cả thị trường. Ở bản tin này chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn chi tiết một số thông tin trên hai thị trường vàng thế giới và vàng trong nước. Phần tiếp đến của bản tin là bảng giá vàng trong nước được ghi nhận mới nhất trong phiên giao dịch buổi trưa ngày hôm nay. Sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Mở đầu của bản tin là một số thông tin trên thị trường vàng thế giới. Giá vàng trên thị trường thế giới hiện tại quay đầu tăng trở lại, với tỷ lệ tăng là 0,20%, đứng ở mức 1.993,96 đô la Mỹ trên một ounce. Phạm vi giao dịch trong ngày hôm nay tính từ thời điểm mở cửa phiên này cho đến thời điểm hiện tại, mức thấp nhất là 1.989,40 đô la Mỹ và mức cao nhất là 1.995,06 đô la Mỹ trên một ounce. Bên cạnh đó thì chỉ số đồng đô la Mỹ trong xuống giảm, giao dịch ở mức 103,79 điểm. Trên thị trường tiền điện tử, giá trị đồng tiền điện tử Bitcoin tăng mạnh với tỷ lệ tăng là 3,59%, đứng mức 37.400 đô la Mỹ trên Bitcoin. Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm tiếp tục giảm khá mạnh với tỷ lệ giảm là 0,40%, đứng ở mức 4,398% trên một năm. Còn đối với thị trường năng lượng, giá dầu thô trong xuống giảm khá mạnh với tỷ lệ giảm là 1,23%, đứng ở mức 76,15 đô la Mỹ trên một thùng. Trước khi đến với những thông tin chi tiết trên thị trường vàng trong nước thì sau đây kính mời quý vị và các bạn hãy cùng điểm qua một chút những thông tin cũng như là phân tích trên thị trường vàng thế giới. Giá vàng trên thị trường thế giới phiên đêm qua theo giờ Việt Nam sụt giảm khá mạnh trong bối cảnh đồng bạc xanh tăng giá, nhà đầu tư hạn chế mua vào. Cụ thể, giá vàng trên thị trường thế giới đã gánh chịu áp lực đi xuống khi mà biên bản cuộc họp chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed cho thấy lạm phát còn đứng ở mức cao, lãi suất sẽ còn tăng nếu dữ liệu kinh tế không đủ sức mạnh để giảm áp lực tăng giá hàng hóa. Mặt khác, theo kết quả khảo sát của Đại học Michigan Mỹ cho thấy kỳ vọng lạm phát của người tiêu dùng tăng tháng thứ hai liên tiếp. Phản ứng với các thông tin trên, chỉ số đô la index đo sức mạnh của đồng bạc xanh phiên đêm qua tăng 0,37% lên 103,9 điểm, giúp đồng bạc xanh tăng giá trên diện rộng, giá vàng trên thị trường thế giới rơi vào thế bất lợi. Ông Jim Quick Up, nhà phân tích cấp cao của Kitco Metal nhận định, chỉ số đô la index tăng lên mức cao hàng ngày và điều đó đã hạn chế một số nhu cầu mua vàng. Thế nên trong phiên đêm qua theo giờ Việt Nam, khi mà giá vàng trên thị trường thế giới giao dịch ở vùng giá 2.005 đô la Mỹ trên một ounce, giới kinh doanh đã tranh thủ bán ra để thu hồi vốn và đến thời điểm sáng nay, giá vàng thế giới đã giảm 15 đô la Mỹ trên ounce xuống quanh vùng giá 1.990 đô la Mỹ trên một ounce và đến thời điểm này điều chỉnh tăng nhẹ, đứng ở quanh vùng 1.994 đô la Mỹ trên ounce. Về mặt xu hướng của giá vàng, vàng tiếp tục được hỗ trợ trong bối cảnh sức cầu đối mặt hàng này cao, một số nước châu Á trong đó có Trung Quốc và Ấn Độ vào dịp cao điểm tiêu thụ vàng trong năm. Về mặt dài hạn, vàng được dự báo có thể hưởng lợi khi mà một số đánh giá cho rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed có thể gây bất ngờ cho các thị trường với đợt bơm tiền mạnh trong năm 2024 để hồi phục nền kinh tế và như một động thái thường thấy trong một năm bầu cử. Dự báo này dù gây ngạc nhiên nhưng cũng có cơ sở khi mà chu kỳ tăng lãi suất của Fed sắp chấm dứt. Sau 11 lần tăng lãi suất trong 1,5 năm qua, Fed không tránh khỏi một chu kỳ mới là nới lỏng chính sách tiền tệ. Quý vị và các bạn thân mến, phần tiếp đến của bản tin là một số thông tin trên thị trường vàng trong nước. Đến thời điểm phiên trưa ngày hôm nay, mặt hàng vàng miếng SJC quay đầu giảm rất mạnh, còn với mặt hàng vàng nhận bù số 9 và một số loại vàng nữ trang SJC khác chỉ trong xuống giảm nhẹ. Cụ thể, với công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn đang niêm yết giá vàng miếng SJC trên hai thị trường Hà Nội và Đà Nẵng, mua vào mức 70,80 triệu đồng trên lượng, bán ra mức 71,62 triệu đồng trên một lượng, giảm 300.000 đồng trên lượng mua vào, giảm 200.000 đồng trên một lượng tại chợ bán ra. Với mặt hàng vàng miếng SJC tại thị trường Thành phố Hồ Chí Minh, mua vào mức 70,80 triệu đồng trên một lượng, bán ra mức 71,60 triệu đồng trên lượng, giảm 300.000 đồng trên lượng mua vào, giảm 200.000 đồng trên một lượng tại chợ bán ra. Với công ty vàng bạc đặc quý Phú Nhuận hay gọi là PNG, mua vào mức 70,70 triệu đồng trên một lượng, bán ra mức 71,60 triệu đồng trên một lượng, giảm 500.000 đồng trên một lượng cả chiều mua vào và chiều bán. Giá này áp dụng cho cả PNG Hồ Chí Minh và PNG Hà Nội. Với mặt hàng vàng nhận bù số 9 tại công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn, điều chỉnh giảm nhẹ 50.000 đồng trên một lượng cả chiều mua vào và chiều bán ra. Hiện tại mua vào mức 59,70 triệu đồng trên lượng, bán ra mức 60,70 triệu đồng trên lượng, giảm 50.000 đồng trên lượng cả chiều mua vào và chiều bán ra. Mức giá này áp dụng cho giá nhận bù số 9 từ 1 cho đến 5 chỉ. Với giá nhận bù số 9 loại nửa chỉ của công ty này, mua vào mức 59,70 triệu đồng trên lượng, bán ra mức 60,80 triệu đồng trên lượng, cũng giảm 50.000 đồng trên một lượng cả chiều mua vào và chiều bán. Đối thị trường tiền tệ, tỷ giá trung tâm sáng nay, ngân hàng nhà nước điều chỉnh tăng mạnh, tăng 30 đồng trên 1 đô la Mỹ so với hôm qua, niêm yết ở mức 23.915 đồng trên 1 đô la Mỹ. Giá đô la Mỹ các hàng thương mại mua vào mức 24.000 đồng trên 1 đô la Mỹ, bán ra mức 24.370 đồng trên 1 đô la Mỹ, tăng 15 đồng trên 1 đô la Mỹ so với hôm qua. Giá đô la Mỹ trên thị trường tự do hiện tại chưa có điều chỉnh, sau khi giảm mạnh 120 đồng trên 1 đô la Mỹ mua vào, giảm 90 đồng trên 1 đô la Mỹ bán ra trong phiên ngày hôm qua. Hiện tại mua vào mức 24.440 đồng trên 1 đô la Mỹ, bán ra mức 24.560 đồng trên 1 đô la Mỹ.
Để quý vị và các bạn có thể biết rõ hơn về thị trường vàng trong nước trong phiên trưa nay, phần cuối cùng của bản tin này là bảng giá vàng chi tiết được ghi nhận mới nhất trong phiên giao dịch hiện tại. Kính mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi và tham khảo thêm nhé. Đầu tiên là giá vàng SJC tại 3 thành phố lớn. SJC Hồ Chí Minh từ 1 cho đến 10 lượng, mua vào 7.080.000, bán ra 7.160.000, giảm 300.000 đồng trên một lượng ở chiều mua vào, giảm 200.000 đồng trên một lượng tại chiều bán ra, hay là giảm 30.000 đồng trên một chỉ ở chiều mua, giảm 20.000 đồng trên một chỉ tại chiều bán. Chênh lệch giữa chiều mua vào và chiều bán ra hiện tại đang dao động trong khoảng 800.000 đồng trên một lượng và đơn vị đo của bảng giá này là triệu đồng trên một chỉ. STC Hà Nội và STC Đà Nẵng mua vào 7.080.000, bán ra 7.162.000, giảm 30.000 ở chiều mua, giảm 20.000 ở chiều bán. PNG Hồ Chí Minh và PNG Hà Nội mua vào 7.070.000, bán ra 7.160.000, giảm 50.000 ở chiều mua vào và bán ra. Doji Hồ Chí Minh và Doji Hà Nội mua vào 7.070.000, bán ra 7.160.000, giảm 30.000 ở chiều mua vào, giảm 40.000 ở chiều bán ra. Phú Quý SJC mua vào 7.080.000, bán ra 7.160.000, giảm 25.000 ở chiều mua, giảm 45.000 ở chiều bán. Bảo Tín Minh Châu mua vào 7.076.000, bán ra 7.150.000, giảm 29.000 ở chiều mua vào, giảm 30.000 ở chiều bán ra. Mi Hồng SJC mua vào 7.080.000, bán ra 7.160.000, giảm 15.000 ở chiều mua vào và chiều bán ra. Tiếp đến là giá vàng SJC một số ngân hàng. Ngân hàng Eximbank mua vào 7.080.000, bán ra 7.150.000, giảm 20.000 ở chiều mua vào và chiều bán. Ngân hàng TBank Gold mua vào 7.070.000, bán ra 7.160.000, giảm 30.000 ở chiều mua, giảm 40.000 ở chiều bán. Ngân hàng Vietinbank mua vào 7.080.000, bán ra 7.162.000, giảm 30.000 ở chiều mua vào, giảm 20.000 ở chiều bán ra. Tiếp đến là giá vàng SJC một số tỉnh thành phố khác, hiện tại giảm 300.000 đồng trên một lượng ở chiều mua vào, giảm 200.000 đồng trên một lượng tại chiều bán ra, hay là giảm 30.000 đồng trên một chỉ ở chiều mua, giảm 20.000 đồng trên một chỉ tại chiều bán. Chênh lệch giữa chiều mua vào và chiều bán ra hiện tại đang dao động trong khoảng 800.000 đến 860.000 đồng trên một lượng và đang được niêm yết như sau. STC Nha Trang và STC Cà Mau mua vào 7.080.000, bán ra 7.162.000. STC Huế mua vào 7.077.000, bán ra 7.162.000. STC Biên Hòa Miền Tây Quảng Ngãi Long Xuyên mua vào 7.080.000, bán ra 7.160.000. STC Bạc Liêu mua vào 7.080.000, bán ra 7.162.000. STC Phan Rang Hạ Long và Quảng Nam mua vào 7.078.000, bán ra 7.162.000. Cuối cùng là giá nhận được số 9 và một số loại vàng nữ trang STC khác, hiện tại giảm nhẹ trong khoảng từ 21 đến 50.000 đồng trên một lượng, hay giảm trong khoảng 2.100 đến 5.000 đồng trên một chỉ tùy mỗi loại vàng. Thời điểm này đang được niêm yết như sau. Nhận được số 9 từ 1 cho đến 5 chỉ, mua vào 5.970.000, bán ra 6.070.000. Nhận được số 9 loại nửa chỉ, mua vào 5.970.000, bán ra 6.080.000. Vàng 4 số 9, mua vào 5.960.000, bán ra 6.040.000. Vàng 24K, mua vào 5.860.000, bán ra 5.980.000. Vàng 18K, mua vào 4.345.000, bán ra 4.545.000. Vàng 14K, mua vào 3.336.000, bán ra 3.536.000. Vàng 10K, mua vào 2.333.9000, bán ra 2.533.9000. Quý vị và các bạn thân mến, mọi diễn biến tiếp theo trên hai thị trường vàng thế giới và vàng trong nước sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật ở những bản tin tới. Quý vị và các bạn cũng đừng quên bấm nút đăng ký kênh phía dưới góc phải màn hình của video này, cũng như tích luôn quả chuông ở bên cạnh để mỗi khi có bản tin mới, kênh sẽ tiện thông báo tới quý vị và các bạn hơn. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tới.